thứ bảy tuần thứ ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, từ câu 60 đến câu 69. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: vì thế, Thầy bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Suy niệm: trong mùa phục sinh, chúng ta cử hành cuộc chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết. Đồng thời chúng ta cũng suy nghĩ về cuộc song đấu giữa hòa bình và bạo động, giữa ân sủng và tội lỗi. Một cuộc song đấu như thế đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Mỗi phút giây trong cuộc sống là một cuộc chọn lựa giữa lành và dữ, giữa điều thiện và ác, giữa sự sống và sự chết, giữa hòa bình và bạo động. Tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta sự chọn lựa, và sự chọn lựa ấy được xây dựng trong chính đời sống của Chúa Giêsu. Với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài đã dâng bánh và cá để nuôi sống một đám đông hơn 5.000 người. Cơn cám dỗ đầu tiên trong sa mạc đã trở lại với Ngài. Ngài chỉ cần buông cây đũa thần là có thể giải quyết được mọi khó khăn của xã hội. Nhưng Chúa Giêsu không mang lại cơm bánh bằng một giải pháp dễ dàng ấy. Do đó, điều trước tiên của Ngài là đến để cho con người được sống và sống dồi dào. Ngài đến để mang lại sự sống trường sinh cho con người. Ngài đến để chỉ cho con người biết rằng mục đích của cuộc sống không phải là cơm bánh hay của cải chóng qua, mà là cuộc sống vĩnh cửu. Ngài đến để nhắc nhở cho con người biết rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng bằng những lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Phước từ giải pháp dễ dãi của loài người, Chúa Giêsu đã chọn lựa thập giá và đi đến cùng sự chọn lựa của Ngài. Ngài đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, vì chính cái chết của Ngài trên thập giá bày tỏ được ý nghĩa và cứu cánh của cuộc sống con người. Con người chỉ thực sự sống cho ra người, cốt là để thuộc trọn về Thiên Chúa, là sống theo sự sống vĩnh cửu ấy. Khi Chúa Giêsu đã nói đến sự trọn lành của Ngài, đám đông đã bỏ đi và nhiều môn đệ khác cũng rút lui. Gioan chương 6,
câu 66. Chỉ còn lại nhóm 12 mà người đại diện là Thánh Phêrô. Thánh nhân đã bày tỏ sự chọn lựa một cách dứt khoát. Bỏ thầy, chúng con biết theo ai? Vì chỉ có thầy mới mang lại sự sống đời đời. Gioan chương 6, từ câu 67 đến câu 68. Sự chọn lựa ấy cũng mang lại cái chết mà các tông đồ đều đã trải qua. Theo Chúa là chọn lựa thập giá của Ngài. Các thánh tự đạo Việt Nam đã hiểu rõ giá trị ấy, nên các ngài đã chọn lựa cái chết chứ không bỏ thập giá Chúa Kitô. Mỗi một giây phút là một chọn lựa. Nguyện xin Chúa ban thêm niềm tin và gia tăng sức mạnh để chúng ta mãi mãi được thưa với Chúa như Thánh Phêrô. Bỏ Ngài, chúng con biết theo ai?